đấy là video tôi muốn chia sẻ. Trước khi mà tôi sẽ viết một loạt những cái bài để giảng dạy trực tiếp trên máy tính về cái ngôn ngữ lập trình Scratch. Trong bài này tôi sẽ nói tổng quan về cái mô hình, về cái phần mềm Scratch và vì sao mà nó lại phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đầu tiên chúng ta cần có một cái tổng quan về thế nào là Scratch. Scratch là gì? Thì xin nó chết sẽ nói luôn là Scratch là một cái môi trường lập trình ứng dụng, là một ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà rất đặc biệt là ngôn ngữ này là chúng ta không phải viết lệnh như bình thường, mà chúng ta thực hiện lệnh bằng các động tác là kéo thả. Chính vì chúng ta kéo thả cho nên là người sử dụng không cần thiết phải nhớ lệnh. Cho nên cái việc lập trình trong cái môi trường này nó rất là dễ dàng và thuận tiện. Một cái ứng dụng, một cái điều nữa cần phải nói là những tác giả của cái phần mềm Scratch này là họ viết ra là hướng đối tượng là học sinh. Cho nên là cái Scratch này nó rất là phù hợp để tạo ra các ứng dụng đơn giản, đồ họa, animation, các bài học, bài giảng, trình diễn sách điện tử, trò chơi, và rất phù hợp với học sinh, rất phù hợp với nhà trường và giáo viên. Thì đây là một trong những cái điểm rất đặc biệt của cái môi trường Scratch. Và chính vì cái việc mà dễ sử dụng này cho nên Scratch này được coi là một cái môi trường tốt nhất để dạy học sinh làm quen với tư duy máy tính, làm quen với máy tính, làm quen với việc lập trình, làm quen với những khái niệm cơ bản nhất, ví dụ như là thuật toán hay là giải quyết vấn đề liên quan đến khoa học máy tính cho ngay từ lứa tuổi tiểu học. Thì Scratch được xây dựng trên cái nền công nghệ hoàn toàn mới nhất hiện nay của công nghệ thông tin, công nghệ web, gọi là ứng dụng media, cho nên nó rất là phù hợp và có thể tạo ra rất nhiều ứng dụng phong phú. Các bạn sẽ thấy khi chúng ta vẫn đi học sâu vào những cái này, cho thấy là dùng ngôn ngữ lập trình Scratch, người dùng có thể tạo nhanh một cái ứng dụng mà nếu chúng ta làm trên các ngôn ngữ khác, trên Pascal, trên C thì mất rất nhiều thời gian mới làm được. Còn là trên cái ngôn ngữ này thì rất là đơn giản. Một điểm nữa nhấn mạnh rằng là Scratch là có sự bùng nổ rất mạnh 2 năm trở lại đây. Vì sao như vậy? Bởi vì là 2 năm trở lại đây thì một số nước lớn trên thế giới đã đưa cái phần mềm này, đưa ngôn ngữ này vào trong nhà trường phổ thông. Và nôm na là đưa cái việc dạy tin học, dạy lập trình đưa xuống ngay từ học sinh tiểu học. Và cái đó nó tạo điều kiện cho cái môi trường này phát triển rất là bùng nổ. Hiện nay thì theo đánh giá là cái môi trường Scratch này là rất phù hợp cho học sinh từ 8 cho đến 14 tuổi, từ lớp 2 ở Việt Nam ấy, từ 7 cho đến 14 tuổi, từ lớp 2 cho đến hết trung học cơ sở. Một cái điểm nữa là cái ứng dụng này hay là môi trường này họ hoàn toàn là miễn phí và được có thể chia sẻ rộng rãi ở trong cộng đồng. Bây chúng ta hãy cùng nhau quan sát thử cái môi trường hay là cái ngôn ngữ lập trình Scratch này. Thế đây là chính giao diện của phần mềm Scratch. Phần mềm này chúng ta có thể lên mạng và download về và chạy hoàn toàn là miễn phí. Tôi xin nói một vài ý thôi. Trên mình của Scratch đây chính là cái khung màn hình chính, nó gồm có một cái nền sân khấu và các cái nhân vật ở phía trên này. Như vậy là cái ngay từ đầu khi việc mô tả cái Scratch này nó rất là dễ hiểu, rất là đời thường. Bản thân cuộc sống chúng ta nó vẫn là như là một cái sân khấu lớn thôi, và trên đó có những cái nhân vật, trên đó con người, trên đó cái đồ vật, các cái dụng cụ làm việc liên quan đến nhau trong cái sân khấu chung là cái môi trường của chúng ta. Thì đó chính là cái khởi đầu. Như vậy là rất là thuận tiện để dễ hình dung. Bây chúng ta hãy làm thử một cái vài cái lệnh chúng ta xem nhé. Như vậy để mà thực hiện cái lệnh gì đó lập trình đấy thì không cần phải nhớ lệnh, chúng ta chỉ việc kéo thả lệnh đó vào trong chương trình chính. Trên mình ở đây thì bên trái là cái hình con mèo là nhân vật chính mặc định của cái phần mềm ngôn ngữ lập trình Scratch. Bên phải là cái khung chúng ta có thể lập trình, mà chúng ta không cần viết ở đây, không cần nhớ lệnh, chúng ta chỉ việc kéo thả lệnh từ khung giữa này sang bên này. Các bạn thấy như đây chính là những lệnh đấy,
lệnh move này, lệnh turn này, lệnh point in direction này. Và các lệnh này được nhóm bởi những nút như này, các bạn thấy không? Và những lệnh của Scratch này nó thành những nhóm đều có cái màu sắc khác nhau. Vậy là học sinh có thể nhìn lệnh, nhìn màu sắc có thể đoán được lệnh đó là nằm trong cái nhóm nào. Bây chúng ta hãy cùng nhau làm thử một cái lệnh nhé. Chúng ta kéo thả một lệnh, giữ lệnh lệnh move, lệnh di chuyển. Đây là cái nút chúng ta có thể điền vào đây cái tham số. Tôi muốn cho cái con mèo nó chạy thì phía trước là 100 bước chẳng hạn. Thì tôi gọi như vậy. Và tôi chạy nhé, bấm đây. Bạn thấy là con mèo nó chạy phía trước là 100 bước. Bây giờ tôi cho nó quay ngược phía trên nhé. Tôi kéo cái này sang. Và tôi cho nó quay ngược lên trên về bên trái đấy là 90 độ. Làm thử nhé. Đấy, nó quay lên trên này. Chạy tiếp này, quay nữa này, chạy tiếp này, quay nữa này, chạy tiếp này. Đó, các bạn thấy rằng chúng ta sẽ điều khiển các cái nhân vật bằng các cái lệnh. Lệnh đó chúng ta không cần nhớ, chúng ta chỉ việc kéo thả sang và chạy. Đó chính là cái nội dung của cái môi trường lập trình Scratch mà chúng ta sẽ được học. Bây giờ tôi sẽ dừng lại ở đây và tôi sẽ chỉ để mua một vài cái ứng dụng mà các bạn thấy nếu chúng ta lập trình bằng ngôn ngữ bình thường ấy là nó rất là phức tạp, nhưng mà với công cụ Scratch thì một học sinh tiểu học sau một vài tuần học các em có thể có ngay được cái kỹ năng để làm lập trình này. Cái Scratch là một cái môi trường rất là hay. Cái mục đích của cái môi trường Scratch này khi những người mà tạo ra nó là nó muốn lập ra một công cụ lập trình để giúp trẻ có suy nghĩ hợp lý hơn, hệ thống hơn, sáng tạo hơn, làm việc nhóm và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong xã hội. Đó chính là cái mục đích, là cái mission của cái lập trình Scratch này. Tôi sẽ để mua một vài cái ứng dụng để chúng ta có thể xem. Tôi sẽ mở đây một vài cái chương trình, tôi đã để sẵn đây rồi nhé. Ví dụ chúng ta hãy xem thử một cái chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta lập trình trên ngôn ngữ bình thường sẽ rất là phức tạp, nhưng mà trên ngôn ngữ này làm rất là nhanh. Tôi làm thử cái đây là cái phần mềm đơn giản thôi, nhưng mà nó giúp chúng ta. Đây là cái phần mềm cho phép là phần mềm này có tên là dùng để hỗ trợ cái việc là spelling, cái phần tiếng Anh, tức là đánh vần cái các cái từ tiếng Anh. Tôi chạy thử nhé, tôi không to đây này, tôi bấm đây để chạy này. Đấy, các em hãy nhập một cái từ tiếng Anh bất kỳ, tôi gọi một cái bất kỳ vào đây và phần mềm sẽ tự động tạo ra cái âm thanh cho từng cái chữ một. Tôi gọi thử nhé. Enter này. B A B Y. Đấy, các bạn thấy không? Phần mềm tự động sinh ra cái này. Thế đây cái ứng dụng này, bây giờ tôi làm chạy tiếp, tôi làm một từ khác nhé. T A B L E. Đó. Chúng ta gọi bất kỳ một từ nào là phần mềm sẽ tự động sinh ra cái chuỗi âm thanh chữ cái ứng từ đó. Công việc đơn giản như vậy thôi. Tôi sẽ tìm một ví dụ khác. Đây, ví dụ này. Ví dụ này các bạn thấy là chúng ta sẽ phần mềm sẽ có thể đánh nhạc được cái bài này. Các bạn xem đây chính là cái cố định của nó đây. Bây giờ tôi chạy thử nhé. Bấm đây, nó chạy thử. Phần mềm sẽ đánh một cái bản nhạc này. Thế là nhìn cái bản nhạc này thì các em có thể quan sát và có thể nhập trực tiếp những cái lệnh này vào trong máy tính rất đơn giản. Chúng ta sẽ được học cái đó ở trong chương trình này. Tôi xin trình diễn thêm một cái ứng dụng nữa, khó hơn một chút nhưng mà cũng đơn giản, thuận tiện, rất là hay. Đó là cái phần mềm cho phép chúng ta là phần mềm tự động sinh ra những cái bài luyện cho trẻ em để phân biệt những con vật. Chạy thử nhé. Đó, đây là con gì? Chúng ta sẽ lựa chọn một là khỉ, sư tử, mèo hoặc cá mập.
ta sẽ lựa chọn. Thực sự tôi bấm vào nút sai, thử bấm vào đây nhé. Sai rồi. Đấy, như vậy phần mềm báo đã sai rồi, chúng ta sẽ phải chuyển sang một cái bài. Phần mềm tự động chuyển sang một kia câu hỏi tiếp theo. Đây là con gì? Ta chọn đây. Đúng rồi. Đây là con gì? Đúng rồi. Đó, thì đó là cái đây là cái ứng dụng đơn giản để chúng ta có thể tạo ra những cái bài câu hỏi luyện dành cho dùng để học tập. Như vậy để mà mô tả phần mềm này rất thích hợp để làm ra những cái trò chơi, những cái phần mềm vui nhộn hay là những phần mềm hỗ trợ tập dành cho mọi lứa tuổi. Đây là cái phần mềm mà có lẽ duy nhất mà tôi thấy đấy là phù hợp với cả mọi cái đối tượng, hoặc là học sinh, hoặc là giáo viên, hoặc là bất cứ một người nào mà thấy hứng thú trong cái việc sử dụng các cái phần mềm đơn giản như này. Bởi vì nó không những là một cái ngôn ngữ lập trình bình thường mà nó là một cái phần mềm ứng dụng multimedia rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Thì chúng ta sẽ được học cái gì này trong thời gian tới. Thế tôi xin kết thúc cái bài đầu tiên. Tôi muốn nói về tổng quan về cái môi trường lập trình Scratch mà chúng ta sẽ được học.